chào gia đình đã đến với kênh của Lợi. Hiện tại thì Lợi đang có mặt tại huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Là đây là vùng núi hả? Và Lợi sẽ đi chợ ở vùng núi xem ở chợ ở trên đây bán cái gì nha cả nhà. Mời cả nhà đi chung Lợi nha. Đây là mò bẫy. Mò bẫy của vợ Lợi và cũng như là mò bẫy của Lợi rồi. Thì hai vợ cháu sẽ đi chợ xem mua được cái gì. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi lên rẫy. À, mình nướng gà nha. Bây giờ thì đã tới chợ rồi nha cả nhà. À, là sẽ vào chợ xem coi có cái gì để mua chút xíu mình lên rẫy mình nướng nha. À, cái này là đọt mây nha cả nhà. Màu non rồi cô. Cái nào cũng non thôi, người ta nhập chợ như vậy để nhiều bó luôn. Cái này là ăn nó nhẫn nhẫn, nó đắng đắng đó nha cả nhà. Rào là rào tươi về dạ không con không mua đâu cái áo hoa gì cũng ngon cả. Đồ ở đây nó rất là tươi. Ủa cái này mình ăn kèm với cái gì con hay là ăn không? Ăn xào với thịt cũng được, nếu mà nướng thì mình nướng không thôi, nướng theo bó. Bó như vậy là nhiêu ạ? 30.000 bó. 30.000 đồng một bó như thế này. Mình ăn cái lỗi ở trong luôn không? Đợi đi. Sáng sớm vô mua được cái đọt mây. Đây người ta bán thịt heo cũng rất nhiều. Gà mà nhìn ngon quá ha. Bây giờ thì hai mợ cháu Lợi sẽ mua thịt bò. Tại chiều nay là mợ Lợi sẽ nấu món phở. Có rút cái này không? Phở bò. Anh đã rút ra. Rút tấm này đi rồi mày bán này. Nào, đâu mà ra rút không thì cứ chăm lại. Ngon quá. Chắc là cho vào mõm hết luôn. Đừng bảo là rút sườn vào đâu. Đang quay trực tiếp xin mời chị. Ai đã ăn cái này cho nó này. Rút mõm. Mấy chị rất là dễ thương. Là sao mà lại mình mua cái cộng sườn hả? Là sao? Có lấy bắp hoa không? Chết rồi, quay bọn chị nên là xấu xí đấy. Đâu có, chị đẹp gái quá trời luôn. Đẹp gái đâu, đừng quay. Trông xinh thế mà bảo. Đâu có xinh đâu. Sao chồng bỏ kì vậy? Sao dễ thương nhiều bỏ gì? Giỡn hoài, chị ghẹo em á.
Mà có lấy phân trong không? Lấy phân trong để nấu ăn. Cái này là bắp bò này hả? Bắp đều ngon ngon đấy. Bắp bò. Cái mà em hay mua á, cái mà mình ăn nha, sực. Nguyên một bẻ sườn luôn. Bẻ sườn nha. Nguyên một bẻ luôn. Ở trên mình đâu có thịt sườn đó ha. Quá trời. Chuyên nghiệp ghê chứ cả nhà. Đưa lại bữa chắc cả ngày nó không lạ. Đây là cách người ta rút xương xương bò ra để mình cái này mình bán sườn thì khỏi phải rút đâu. Ủa là giờ mà mua cái cọng xương đó ha, mà mua miếng thịt, mua cái lạng ở dưới á. Tức là mà mua cái cọng xương đó chứ. Rút ra là cọng xương không còn dính lại miếng thịt nào hết. Sau khi mua được thịt bò rồi thì bây giờ hai mẹ cháu lại sẽ đi tiếp vô chợ xem có cái gì để mua tiếp không nha cả nhà. Cái mình nướng hay sao? Đâu nướng được hả? Trời ơi, con cua nhỏ xíu là con bé nữa hả? Như là con thấy rau cải ở đây họ bán rất là tươi thế mà. Rồi bây giờ mua gì mợ dẫn luôn đi. Ở trên núi nhờ bán hải sản rất nhiều. Thank you.
Bây giờ sẽ mua 1 ký tôm, chút xíu nữa mình sẽ lên thác mình nướng nha. Tôm thì ở đây chị bán nhiêu ta? 220 ngàn hả? 220 ngàn 1 ký tôm. Tôm nhìn rất còn sống nhảy đạch đạch luôn. Ở trên đây sao con thấy ta bán cua nhiều quá mà. Ở đây họ bán cua rất nhiều nha cả nhà. Đây con sách cho mà. Anh sắp tới nè. Ba con cá lóc đồng, cá lóc núi. Rau lan 8 ngàn cái này nó không có chát. Mình chẳng có rau gì đây nè, chờ ra con chút rau đây. Có hàng bán nè. Mãi bò. Dạ không, con muốn. Ở đây, cái đồ rau quả tươi, quá tươi luôn cả nhà ơi. Đó. Chút nữa là sẽ ăn thử cái này. Bây giờ mình sẽ mua thêm dưa hấu nha cả nhà. Cái thanh long. Cảm ơn nhiều nha. Lên núi vẫn thấy cái thanh long. Dưa này ngon chắc mà. Con nghĩ vỏ dày rồi. Sao không thấy ai bán sầu riêng hết thôi.
Bây giờ hai bạn cháu lại đã đi chợ xong hết rồi, mình mua được rất là nhiều món, chút xíu nữa để sẽ lên rẫy và chế biến nha. Và bây giờ thì hai bạn cháu lại sẽ mua một gói xôi ăn lót dạ trước. Em lấy cái gì? Xôi. Xôi đầu là xôi khúc. Xôi khúc à? Xôi khúc. Khúc 10 ngàn rồi. Một hộp xôi khúc 10 ngàn. Bà ngoại kêu bà không nè. Đưa con mấy chút mấy thú. Cái này lâm khúc. Mẹ của mợ bảy á hả? Anh nói không? Dạ. Xôi xe. Xôi xe hả? Xôi xe như là ảo. Cái này té ra cho mình. Ôi, bữa nay đi chợ ở Đà Tẻ là vùng núi cao thì mua được rất là nhiều món đồ ăn như thế này. Đó. Thôi bây giờ thì lại sẽ xin dừng cái clip đi chợ lại nha. Thì chút xíu nữa mình lên rẫy mình sẽ quay một clip mới và đi thác một cái clip mới nữa. Hôm nay chắc là sẽ quay được rất là nhiều clip nha. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi lại khoảng thời gian vừa qua nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ lại ha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.